Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay đây thì em giới thiệu đến các bác và anh chị là cái cây kiếm trắng môi hồng Thái Nguyên, hay là còn cái cây gọi là cái cây lưỡi hồng Thái Nguyên, hay là ánh hồng Thái Nguyên, hay là môi hồng Thái Nguyên. Thì người ta đánh giá là cái môi hoa ấy, hay là cái lưỡi ấy, thì màu hồng mờ. Thì cái cây này thì nó là một trong những cây mà rất là nổi tiếng và cũng được rất là nhiều người biết đến. Bởi vì thân củ nó cũng khá là đạt. Nếu như anh chị nuôi to thì cái dòng Thái Nguyên này anh chị có thể nuôi đạt đến tầm 4 sen, cũng có thể là hơn 4 sen, đấy phụ thuộc vào cái việc mà mình nuôi trồng ấy. Thì chung cây này, những cây mà thân thủ mà từ sinh ra từ Thái Nguyên thì em thấy là thân lá rất là to. Những cái cây còi còi như nhà em là nó phải được tầm 3 sen là bình quân anh chị ạ. Còn đương nhiên là nó cũng có cây to, cây nhỏ, cây nọ, cây kia. Còn cây trung bình của nó khoảng từ 3 đến 4 sen. Bản lá của nó to, nó to dạng như gần là cây tiên vũ anh chị nhá, hoặc là to hơn cây bicolor, thì là một trong số những cái cây mà được rất là nhiều người yêu thích. Đây là một cái chậu mà nó khá là dày nhưng nó không khỏe lắm, bởi vì nuôi trồng ở cái vị trí là nó cũng tương đối nhiều ánh sáng. Nhưng được cái là cái cây Thái Nguyên đấy, anh chị nhìn cái chùm hoa nó rất là dày, nó rất là dày bông. Riêng cây môi hồng này nó là như thế, cây lưỡi hồng này, cây môi hồng Thái Nguyên hay là lưỡi hồng Thái Nguyên đều là nó cả. Em xin phép hoặc là gọi là ánh hồng Thái Nguyên anh chị nhé, thì là tùy từng người gọi đấy. Anh chị nhìn cái chùm hoa này thì nó dài khoảng từ 50 đến 80 cm. Đấy, thì ví dụ như là em tính, nếu mà mình tính đo là mình phải đo từ gốc đúng không ạ? Thì ví dụ như anh chị nhìn đây là cái, ví dụ cái cần bên trái này, cái cần bên trái này là nó dài khoảng tầm 60, còn cần bên phải này nó dài khoảng 70, bởi vì nó ra từ gốc ở đây xong nó vòng mới tít đây xong nó mới vòng xuống. Thì cây này là hoa nó khá là dày. Cây này thì những cái cây này thì lô hội ấy, thì em thấy có một cái kiểu của nó ấy, là ở trên gần gốc này nó hơi thưa hơn một chút, thì khi ra ngoài một tí là nó rất là dày và dày đều. Đấy, nó dày đều. Nó như kiểu là cái cây kiếm xanh Huế ấy, anh chị thấy là đa phần là cái cây kiếm đấy là nó rất là hay có trường hợp đó chứ, cả thưa ở phần gần gốc này, phần gốc ra một chút là nó hơi thưa, nhưng về sau nó rất là dày. Thì anh chị có thể xem thêm một số những cái video mà em đăng ở trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy. Em có nói và phân tích rất là chi tiết về những cái cây kiếm xanh Huế cũng như một số những cái cây kiếm khác, anh chị cùng tham khảo. Còn đây là cái cây kiếm trắng môi hồng ánh hồng Thái Nguyên. Cây ánh hồng Thái Nguyên với cây ánh tím Thái Nguyên là khác nhau anh chị nhá, hai cây khác nhau. Thì em cũng em cũng sẽ trên kênh Thiên Ngàn Hoa ấy, anh chị có thể xem hai video là nó, anh chị nhìn một cái là anh chị sẽ biết ngay là nó khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh chị cầm cây ấy, cầm cây rồi thì anh chị sẽ biết được rằng nó khác nhau hay là giống nhau. Chứ khi mà chưa cầm cây thì nó là một điều rất là khó. Như bản thân em ngày trước mà lúc mà chưa có cây ở trong nhà ấy, thì cũng chưa dám nói chắc là cái điều gì là cái cây đấy là thực sự là nó là cái cây có la một hay không. Bởi vì nó có mấy cây khá giống nhau. Có người thì gọi cái cây ánh hồng thì gọi là cây ánh tím, có cây ánh tím gọi ánh hồng, bởi vì thấy nó giống nhau quá. Nhưng thực ra thì cái khuôn bông này nó khác nhau, khẩu bông nó khác nhau. Đấy, anh chị nhìn tổng thể như thế này nhé. Còn em sẽ nói chi tiết về cái việc khác nhau ở cái môi hoa của nó ấy. Thì anh chị sẽ xem một chốc nữa em sẽ nói về cái vấn đề đấy anh chị nhé. Thì em xin phép và nói mô tả của nó một chút về thân lá cũng như những cái video khác anh chị nhé. Cũng như những cái video khác thì đây anh chị nhìn này, cái cây này của nó là xanh sạch, mầm của nó xanh sạch, cái đuôi lá này của nó xanh hết này, đuôi lá nó xanh hết. Đuôi lá là nó là xanh sạch. Thường những cái cây mà nó va sơ mi, có nghĩa là những cái cây mà kiểu dạng lưỡi hồng hoặc là những cây vàng hoặc trắng ấy, đấy thì là nó mầm của nó là xanh sạch anh chị nhé. Thân lá của cái này thì nó cũng không có quá gì điều gì đặc trưng. Lá của nó khá là mỏng nhưng mà cũng được cái là cũng tương đối to. Lá của nó mỏng nhưng mà tương đối to anh chị ạ. Củ của nó cũng to, củ nó to dạng như củ tiên vũ ấy anh chị ạ. Nó dáng củ giống tiên vũ. Đây này anh chị nhìn này, dáng củ giống tiên vũ và nó phình ra, và nó có cái khớp này khá là rõ. Nó giống cây trắng cây bầu Thái Nguyên, nó có khớp này tương đối rõ. Anh chị có thể là để ý một chút nhá, để ý một chút cái khớp này. Đấy, anh chị nhìn cái khớp này. Đấy, cái khớp này. Đấy. Và lá của cây này thì nó tương đối là mỏng. Lá cây này tương đối mỏng. Và nó thực ra thì cái lá này ấy, thì mình để mà mình nhìn được nó mà mình đoán được 100% ấy, thì nó là điều rất là khó. Đấy, bởi vì ví dụ như cây này nuôi nhiều nắng thì lá nó vàng này, nhưng nuôi ít nắng lá lại xanh. Đấy, riêng dòng kiếm thì nó là như vậy. Thế nên là khi mà anh chị mà nhìn thân lá không ấy, thì nó là một điều hơi khó đấy. Bởi vì bản thân em cũng rất là nhớ thân lá, nhưng mà để mà nói là
là nó cứ chung ấy, nhìn nó rất là khó. Nhưng được cái là nó có một số cái đặc trưng để chúng ta nhớ, ví dụ như cái độ mở cổ lá này. Anh chị nhìn cái khớp nó ở đây này. Đấy, độ mở cổ lá này nó mở cũng bình thường, lên trên nó mới mở to. Đấy. Và cái dáng lá nó xòe ra hai bên. Đấy thì là tương đối nhớ thôi. Tương đối nhớ thì mình có thể là nhìn mang má thì mình có thể là biết là tương đối giống hay không. Bởi vì những cái cây này thực ra là cây lô hội ấy. Nó những cái cây nào mà nó có đặc trưng ấy, thì em sẽ nói về cái đặc trưng của nó. Bởi vì bản thân em nhìn nhiều em sẽ nhận ra cái đặc trưng của nó. Nhưng em như cái cây lưỡi hồng hay là cây ánh hồng Thái Nguyên này thì em không nhận ra là cái đặc trưng của nó, chỉ nhận ra đúng cái đặc trưng của nó, đó chính là củ của nó. Đây anh chị nhìn này, nó y như tiên vũ. Củ y như tiên vũ. Đấy, đây này. Củ nó như một cái củ tiên vũ và nó to anh chị ạ. Còn mầm nó sạch sạch, đương nhiên là những cái cây hồng nào thì mầm nó cũng sạch sạch. Củ nó tương đối to. Như tiên vũ, đây là mình trồng nó còn kém, nếu mà mình trồng chậu to, trồng cẩn thận ấy, như mấy cái chậu tuyên quang hoặc Lạc Sơn em trồng á. Hoặc là một số cái cây khác á, thì là nó củ nó to và tròn và đẹp hơn này. Có anh bạn em nuôi cái củ này là lá là được tầm độ 4,5 sen đến 4,5 hay 4,7 sen ấy, nó rất là to. Cái cây ánh hồng Thái Nguyên này. Đấy, thì là một trong những cây mà cũng thân thủ khá đẹp. Còn bình thường nó là tầm 3 sen anh chị nhá. Nó to lắm. Nó phải to gấp đôi cái tuyết ngọc. Đấy. Nếu mà những cái lá to của tuyết ngọc thì nó bằng nửa cái lá to của cái cây này, to nhất ấy. Bởi vì cây tuyết ngọc thì nó chỉ 2 đến 2,5 cm là cùng thôi anh chị ạ. Đấy. Còn đâu thì đa phần thì nó cũng là dạng nhỏ nhỏ nhàng nhàng, hoặc là cây anh tím thủy nguyên hoặc tuyết anh tử gì đấy. Đấy, mấy cái cây đấy nó rất là giống nhau. Thân lá nó cũng xem nhau và nó cũng dạng là thân lá nhỏ, nhưng riêng mấy cái dòng Thái Nguyên này thì thân thủ rất là to và cần hoa nó to. Anh chị nhìn chùm hoa này rất là to và dày bông. Đấy. Thì cây Thái Nguyên này là một trong những cái cây mà em đánh giá cũng khá là đẹp, thì mọi người có thể sưu tầm. Như cần bông bên trái này của em là nó đang đậu quả và tàn rồi. Còn bên phải này thì nó cũng đang bắt đầu gần xuống sắc. Thì bây giờ em sẽ vào chi tiết của cái bông hoa nó. Hoa của nó dòng lỗ hội này thì nó nở gần như là vào mùa xuân hè anh chị nhá. Cứ xuân hè thôi. Cái này thì người ta hay gọi là cái trắng ánh hồng Thái Nguyên ấy. Nhưng thực ra thì cái lỗ hội thì trắng hay vàng nó như nhau. Đấy, thì gần như video nào em cũng nói vấn đề đấy rồi. Người ta gọi trắng hay gọi vàng thế thôi. Quan trọng là mình mua được đúng cây và đúng khuôn hoa và đúng cái form như này anh chị ạ. Đấy, khi mình nuôi thành một chậu, nó ấm chậu như này và nó sẽ ra một cái form hoa như này, rất là đẹp. Đấy, thì em sẽ vào phân tích chi tiết một chút về cái bông hoa của nó để anh chị biết được rằng là nó khác nhau như nào nhá. Cái này thì có thể là mọi người sẽ nhầm với cái cây vạn bảo kiếm ấy. Cái cây vạn bảo kiếm mà hoa nó cũng hồng hồng như này, nó kiểu vào vàng vàng hồng hồng cam cam như này. Đấy, như cây vạn bảo kiếm thân củ nó rất là to tròn như bicolor ấy, nó là dòng khác. Còn cây này thân củ của nó giống lô hội được tiên vũ lô hội thôi, thân củ của nó là thân củ lô hội. Đấy, còn cái thằng kia thì nó giống thân củ bi, củ tròn và hoa nó cánh nó to hơn cái này, nhưng mà cần hoa lại ngắn hơn, nó không đạt bằng này. Đấy, thì nhìn chung mỗi cây là nó có một cái vẻ đẹp riêng. Lưỡi của nó, cái môi hoa của nó có màu hồng cam cam này, bông hoa nó xem như này, nhưng cái cây vạn bảo đấy cánh bầu hơn. Thì anh chị có thể mấy hôm nữa anh chị xem thêm trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa nhé, để biết thêm về cái cây vạn bảo kiếm đấy. Còn cái cây môi hồng Thái Nguyên này anh chị nhìn này, thì cái môi hoa của nó ấy, thì nó chỉ hơi phấn hồng thôi, phấn hồng và cam cam. Còn cái ánh tím Thái Nguyên ấy. Cái ánh tím Thái Nguyên thì cái môi hoa này của nó thì nó rõ hơn, cái màu tím hơn, nó kẻ cảm giác nó đậm hơn. Còn đây thì nó chỉ hồng hồng, kiểu hồng mờ cam cam vàng thôi, hồng mờ vàng cam cam. Chứ còn cái cây ánh tím thì hoa nó, môi hoa nó trắng hơn, nó thiên về cánh, nó thiên về màu trắng. Còn cái cây này thì nó thiên về màu cam vàng cam. Đấy, cánh thiên về màu trắng và nó hơi phẩy tím. Cái đấy thì nó giống với cái cây mai tâm kỳ kiếm ấy, thì nó lại là một cái cây mà theo nguồn gốc xuất xứ ấy, thì là nó với cái cây ánh tím Thái Nguyên là cái cây khác nhau. Nhưng thực ra hoa trên này thì nó cũng tương đối là khác nhau, tương đối là giống nhau, nhưng bản thân thì em thấy là cây đấy nó tương đối giống nhau. Thì cái cây đấy của em thì năm nay nó cũng nở, cái mai tâm kỳ kiếm ấy và cái cây ánh tím Thái Nguyên ấy nó đều nở cả. Thì em sẽ công bố để em sẽ quay video và phân tích về cái việc là nó có thực sự là hai cây hay là một cây. Bởi vì nhiều người thì gọi là nếu mới nhìn qua hình ảnh ấy, thì người ta gọi nó là hai cây khác nhau. Nhưng thực ra thì khi mà nhìn hình ảnh, chúng ta không nói lên được điều gì cả. Chúng ta phải nuôi được cây, nuôi cây và nhìn thân lá để hai cây sát nhau thì mình mới biết được. Thì như bản thân em thì năm nay em sẽ nói về cái vấn đề là hai cây đấy xem nó có phải là một không. Thì anh chị có thể xem thêm trên Thiên Ngàn Hoa để biết thêm thông tin. Anh chị có thể đăng ký kênh hoặc là mua thì anh chị có thể liên hệ bên em. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những video lần sau với những cái cây hoa lan kiếm cũng như là
cây hoa lan phi điệp và một số các loại hoa lan khác đẹp giới thiệu đến anh chị để anh chị có thể tham khảo thêm về một số các loại hoa lan nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.